Cô chào các con. Hôm nay chúng mình sẽ cùng khám phá về thế giới động vật qua trò chơi tìm bóng cho hình nhé. Nào, chúng mình bắt đầu chơi nhé. Ồ, đây là bóng của hai bạn gì đó. Bây giờ chúng mình hãy tìm xem bóng của ai nhỉ? Các con đã tìm được chưa? Bây giờ chúng mình cùng xem đáp án nhé. Đây chính là bóng của hai chú mèo. Còn đây là hình ảnh chú chó. Bây giờ các con hãy tìm bóng cho chú chó nhé. Chúng mình cùng xem đáp án nào. Ồ, có rất nhiều bạn nữa này. Bạn mèo, bạn chim, bạn gấu và bạn gà con nữa. Bây giờ chúng mình hãy tìm bóng cho các bạn ấy nhé. Các con cùng xem đáp án nào. Ôi, lại tiếp tục có rất nhiều các bạn nữa này. Có bạn cáo, bạn chim, bạn khỉ, bạn cú mèo và bạn ngựa. Chúng mình hãy tìm bóng cho các bạn nào. Chúng mình hãy xem đáp án nhé. Ôi, đây là bóng của rất nhiều bạn nữa. Chúng mình cùng tìm nhé. Chúng mình cùng xem đáp án nào. Tiếp theo, đó là bạn đà điểu, bạn cá, bạn nhím, bạn sóc và bạn chim. Chúng mình cùng tìm bóng cho các bạn nhé. Chúng mình cùng xem đáp án nào. Còn đây là bạn cá sấu, bạn mèo, bạn chim, bạn gấu và bạn chuột. Chúng mình cùng tìm bóng nào. Chúng mình xem đáp án nhé. Tiếp theo là bạn cá, bạn sư tử, bạn ốc sên, bạn bò và bạn cún con. Chúng mình tìm bóng cho các bạn nhé. Chúng mình xem đáp án nào. Còn đây là bóng của ai nhỉ? Chúng mình cùng xem đáp án nhé. Ồ, đây là những bạn khỉ đấy. Mỗi bạn khỉ có một hình dáng khác nhau. Bây giờ các con hãy tìm bóng cho các bạn đó nhé. Chúng mình cùng xem đáp án nào. Ồ, thế giới khủng long đã quay trở về rồi. Có rất nhiều con khủng long đấy. Các con hãy tìm bóng cho các bạn ý nào. Chúng mình cùng xem đáp án nhé. Đây là những chú chó. Có rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Chúng mình cùng tìm xem bóng của chú chó nào nhé. Chúng mình cùng xem đáp án nào. Vừa rồi, các con vừa chơi trò chơi tìm bóng cho hình để khám phá về những loài động vật đấy. Cô chúc các con có những buổi học thật là vui.